Yo, hello nha, chào mọi người nha, quay trở lại với channel của mình. Mình nha, từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em của em, hãy đăng ký kênh mình nha, từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video phải có like, share, thay đăng kênh, đăng ký phản xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi công bố chút quà tặng thẻ cào Wushu bên kênh. À quên, tặng VIP code tri ân đúng không? VIP code đây, hãy tặng đại chiến tri ân mới nhất bên game, hãy tặng đại chiến cho anh em. Ok, hôm nay thì tôi sẽ chốt quà cho anh em nhé, có 3 phần quà luôn cho các bạn. Ngoài ra thì hôm nay thì con nào tôi sẽ nâng cấp xương lên các bạn. Đấy, tôi vừa mới kiểm tra form food anh em. Đây. Tứ hoàng xanh của chúng ta hiện tại đã đủ rồi anh em nhá. Hôm nay sẽ chào đón tứ hoàng xanh lên E5 luôn. Ok, trước tiên thì mình sẽ cùng bạn đi công bố event tặng VIP code cho anh em nhá. Ok, thì trước tiên tiếp tục video thì mong rằng anh em đi qua sẽ lại cho kênh mình một like, một đăng ký kênh và một chuông thông báo để ủng hộ channel phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, kênh sắp đạt được 46.000 người rồi. Mong rằng anh em sẽ giúp kênh sớm đạt những mốc người đăng ký tiếp theo. Ok, thì hôm qua tôi có làm một cái event tặng VIP code chuyên hạ tặng đại chiến cho anh em đây rồi. Ok, đây các bạn. Rồi, video đạt được 48 à. Ok, chia sẻ. Sao chép link. Rồi, ok. Rồi ok, đây các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau copy link đây nào. Dán. Rồi, chờ nào, bao nhiêu comment hợp lệ? 31 comment hợp lệ trên 48 anh em nha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người trúng giải. Hôm qua tôi có đặt câu hỏi cho anh em, đó là quê của Panky ở đâu các bạn? Thì các bạn cũng biết rồi. Quê của Panky chắc không phải bàn cái, chắc anh em cũng biết luôn. Đó chính là... ok. Quen 7. Anh ơi, không biết tại sao nhưng em không tải được game nữa. Cái này chắc do bọn dùng máy iPhone à? Hay dùng máy Android chứ Android vẫn tải bình thường mà. Nước 7. Ok, chào vấn lại nhé, tham gia sai rồi bạn ơi. Chào anh, ok, chào Vũ Long, Long Vũ. Lại là nước 7. Panky ở que 7 vùng biển Đại Hải Trình. Chào Quý Nhân nhá, nhưng mà thiếu Facebook bạn ơi, không có Facebook. Ai web 7, chào Huy Phạm. Ok, mấy bạn này đều tham gia chuẩn, thế nhưng mà không comment Facebook thì làm sao mà nhận được quà ta. Anh em tham gia thì nhớ để ý vấn đề này nhá, không có làm sao nhận được quà. Tôi vùng biển Hải Trình mong trúng giải. Quả thêm Facebook bạn đâu bạn nên nhiều hết. Ok. Anh em xem không tham gia không đúng rồi. Ok, chào. Ủa, chắc toàn anh em tham gia chuẩn mà sao không thấy comment Facebook ta. Xin chào anh em. Ok, chào em. Anh Kim là ở web 7 rồi, Facebook đâu. Chào Tước Kim. Ô kìa. Core VIP đúng không? VIP Core em ơi. Funky. What? Không ai tham gia ở nước 7 chuẩn mà. Ủa, anh em comment đều chuẩn mà sao không ai comment đúng ta? Tham gia sai thì kiện hết rồi. Ố. Rồi chào Hoa Ngó nha. Rồi lại nước 7. Em chia sẻ rồi, ok. Mà comment của em đâu? À đây, tên Quốc Hải. Ủa, tên Quốc Hải là Facebook Quốc Hải bạn ơi. Ok, tạo được một bạn này, nhưng mà bạn này comment không đúng nha. Nếu mà Facebook bạn ấy không phải Quốc Hải thì tôi sẽ không trao quà luôn. Ok, tạo được một bạn này. Quen 7 đúng rồi này. Ghi tiêu đề mà. Loại luôn. Em chào anh. Ok, chào Diễm Nguyễn nha. Em xem đầu. Ok, chào Thương Nguyễn nha. Em comment đầu tiên. Ok, chào Thiên Hạo nha. Ở phía Nam màu xanh ạ. À. Ok, chào ba Nguyễn Đình Tùng. Ok. Web 7. Ô, rất nhiều anh em comment trúng luôn nhưng mà em đăng ký lại. Ok, chào bạn anh Tuấn nhá. Ủa nhưng sao anh em comment không comment tên Facebook đã. Rồi tên Facebook của bạn đâu hết rồi. Đầu tiên em thấy câu hỏi dễ như này. Ừ ok, chào yêu One B nhá. Câu hỏi dễ nhưng mà anh em tham gia có chuẩn đúng thực hiện đâu. Ô kìa. Hết rồi anh em. Oh my god, tình hình này chắc tôi phải vote lại sự kiện quá. Được có một bạn anh em không biết là có chuẩn không. Nếu mà tên Facebook bạn ấy không chuẩn nữa luôn là khỏi nhận anh em. Các bạn nhớ tham cái anh em tham gia sự kiện, các bạn nhớ xem ký thể lệ rồi anh em tham gia các bạn nhá. Tránh được tình trạng như này các bạn ơi. Chúng comment trả lời câu hỏi đúng rồi mà không tham gia đúng thể lệ làm sao mà nhận được code. Anh em comment câu trả lời kèm theo tên Facebook của các bạn mà. Tên Facebook của anh em đâu rồi? Trời ơi. Buồn quá, thôi bỏ đi anh em. Ok, có gì các bạn vô chờ nhá. Được thì tối nay tôi làm lại video cho anh em tham gia lại luôn. Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính các bạn, vào việc luôn. Đang nóng đỏng các bạn ạ. 1, 2, 3 nào.
6, 7, 8 nào. Ok nào. Thức tỉnh, tứ hoàng xanh nhân E5 các bạn. Rồi. Nhân vật tiếp theo được chào đón, tứ hoàng xanh phiên bản E5 các bạn. Ngon cơm luôn. Đó, đẹp trai phô mai que luôn các bạn. Có xanh nhờ bỏ hạo được chưa nhờ? Hay là tôi bỏ hạo ra? Bỏ hạo nuôi xanh được đấy anh em. Nó này hợp lý quá các bạn. Giờ bỏ anh hạo nuôi anh xanh được không nhỉ? Thôi cái này cứ từ từ đi các bạn, từ từ tính. Chứ nói vậy chứ bỏ hạo để muốn nuôi xanh cũng là một câu chuyện đắn đo đấy anh em, không phải đơn giản đâu. Cái này từ từ tôi tính sau anh em. Rồi, tiếp theo 12 lần hay 13 lần mới. Đâu hai mấy lần chứ, 27 lần. 1m3. Khô máu luôn các bạn, khô máu luôn. Đây nào. 49, 50, 51, 52. Chắc đây được 70 anh em. Được cho nên 80 chưa anh em. 4, 65, được rồi anh em, lên 80 được rồi. Nhìn cái đủ lên 80 rồi anh em. 3, 74, 75, ôi không đủ rồi. 79 mới đau các bạn, trời ơi 79 mới đau ạ. 79 mới đau anh em. Coi thế nhờ. Ăn quà tiêu phí anh em, thêm anh ba về đội. Rồi. Thêm một anh ba nữa về đội các bạn. Rồi, đủ lên rồi. 80 phẩm đồ lên nào. Rồi lên 100 nữa mới được anh em, giờ đẩy công nào. Đó, còn bao điểm đẩy công anh em. Còn về vấn đề về tứ hoàng xanh thì cứ từ từ các bạn, tứ hoàng xanh thì từ từ tính sau anh em. Ta đi luyện tập phát nhờ, lâu lắm rồi không đi anh em. Quanh kỳ này. U shop này. U shop. U shop tiếp các bạn, này tiêm u shop luôn. Giờ chơi toàn mấy quả tim đau đầu thật sự các bạn. 1, 2, 3 cháu Nami, Samji và anh trai của ông luôn. Đây, đi nguyên tem này các bạn. Đấy. Ba u shop nha. Rồi, Samji đá đi. Ôi, Samji đồ bạn à. Ô kìa. Ô kìa. Tuốt kiếm nào. Thề các bạn nhìn thấy không? Mấy E2 đâu bạn nhỉ, tuốt kiếm chém phát tứ hoàng xanh bay nửa cái máu bạn, thẻ kinh đau sợ luôn, cái cái không thọ lâu đâu anh em, kinh đánh đau nha. Tướng mới này đánh phê đấy anh em, chơi êm đẹp luôn á, chơi mát ok luôn. Chỉ tiếc cái là hơi khó nhai thì thôi các bạn, phải từ từ, vấn đề nói chung là phải từ từ thôi anh em. Cái đâu là ô ok luôn chứ không phải là không đâu. Win được, vẫn win được anh em, nhưng mà không ăn thua. Bảy màu hết ở đâu nữa. Ồ, bên này có tướng như này, E5 này anh em này, chậm chán phát. Cái này là tôi vác xác cho tem đội bạn đánh ấy nha. Cái này đúng kiểu vác xác cho tem đội bạn đánh ấy nha. Đó, để test cho tem là sức mạnh cho nó đánh như thế nào các bạn ạ. Rồi, chuẩn bị xem cho nó quật ulti này anh em này. Một phát trăm bay 4 cháu đằng sau tôi không. Không có bạn E5 test thì thôi vào đây xem anh em. Giảm lộ rồi. Bị giảm lộ rồi anh em. Đây đây đây, tuốt kiếm chém nào. Ui. Cũng đoán được chứ anh em, đoán được chứ là sẽ bay màu như vậy, nhưng mà vẫn phê thật sự các bạn. Thề cảm giác bị đánh vẫn thấy phê anh em. Ok. Nhà hàng bán đi thôi anh em. Chịu. Quả leo đậu thần còn hơn. Đang leo đậu dở anh em. Quả đang leo dở đậu. Hôm nay có tứ hoàng xanh về nữa rồi. Bắt luôn tem này đi anh em. Xanh tóc đỏ vào đây. Xanh tóc đỏ vào đây anh em xem nào. Chị đẹp zero vào. Ok chiến. Hôm qua là trận 1 tôi win luôn, tôi bị thua trận 2 thôi anh em. Hôm qua trận 1 này là win rồi này. Tôi nhớ hôm qua là trận 1 này tôi win này. Hôm qua là không biết bằng cách nào, biện pháp nào, nhưng tôi nhớ hôm qua là trận 1 này tôi được win này các bạn này. Và tôi nhớ như là tôi win được trận 1 anh em. Cú sốc cưng bắn nào. Chả nhớ đánh như thế nào nhưng nhớ hôm qua là mình win được trận 1 anh em. À qua hóa đá được, không qua hóa đá được các bạn, hôm nay cũng hóa đá được rồi. Lại toang rồi. Chuyển hóa đá được một nhịp thôi là ăn thôi anh em. Trận này chuyển hóa đá được một nhịp thôi là ăn rồi. Trận 2 này xem ăn được chưa.
Ôi, vàng thế nhờ. Tạm thời xanh vẫn yếu lắm các bạn. Xanh hiện giờ so với Hạo, Hạo còn khỏe hơn nhiều. Đó, anh xanh giờ so với anh Hạo vẫn khỏe hơn. Ok, mong rằng này sẽ nhân phẩm tí nào. Bật dây này đi. Rồi, vẫn không hóa đá được ai anh em. Cay đấy nhờ, vẫn không hóa đá được ai các bạn. Phải hóa đá được cơ, hóa đá được thì mới có cơ hội win các bạn, chứ không hóa đá nhỉ thì không ăn thua. Không hóa đá được là không ăn thua anh em, toang lắm. À, trận hàng coi như bỏ anh em. Ok, nói chung thì video cũng điểm qua sương sương, tổng kết sự kiện cho anh em chốt quà thôi anh em. Video tạm thời tôi xin phép thôi anh em tại đây nhá. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Cảm ơn do video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo.